Quý vị, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã dùng vàng 24 carat để may áo dài, tin từ Việt Nam. Sau khi thông tin bà Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Việt Nam sở hữu trên 300 chiếc áo dài do nhà thiết kế Võ Việt Trung thực hiện có giá không dưới 100 triệu đồng một bộ khiến dư luận bất mãn, thì vào ngày 26 tháng 6 năm 2019, thông tin chi tiết về chuyện ăn mặc xa xỉ của bà Ngân tiếp tục được rò rỉ. Theo một nguồn tin chưa được kiểm chứng trên trang mạng xã hội, vào tháng 11 năm 2017, bà Ngân may một lúc 7 bộ áo dài và tất cả những bộ áo dài này đều được thêu bằng chỉ làm từ vàng thật, loại 24 carat. Nguồn tin này cũng cho biết thêm ngoài việc ăn mặc xa xỉ trong khi đất nước còn nghèo, nhiều trẻ nhỏ chết vì đói, thì những đồ vật khác của bà Ngân cũng có giá rất đắt, như bộ rèm cửa của gia đình bà Ngân được dệt bằng tơ tằm với giá 1 tỷ đồng. Còn thông tin trên truyền thông lề đảng, ngoài nhà thiết kế Võ Việt Trung, thì nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam cho biết, bắt đầu từ năm 2006, ông Nam thực hiện thiết kế áo dài cho bà Ngân với những bộ áo dài rất kỳ công. Kính thưa quý vị, và từ năm 2006 cho đến năm 2016, ông Nam đã thiết kế áo dài cho bà Ngân nhiều đến mức không thể nào đếm hết. Cũng liên quan đến áo dài, doanh nhân nổi tiếng Việt Nam là bà Lê Hoài Anh cho hay, giá mỗi bộ áo dài của những nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam có giá từ 40 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng một bộ, kính thưa quý vị.